Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác, liên quan đến vụ khởi tố bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng 6 đồng phạm khác để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc huy động hơn 10.000 tỷ đồng tiền trái phiếu. Theo các luật sư, việc các nhà đầu tư có thể được hoàn trả tiền trong giai đoạn này là rất khó khả thi. Đặc biệt là việc che giấu thông tin là một trong những dấu hiệu của sự gian dối để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo các luật sư, số tiền hơn 10.000 tỷ đồng đã được giao dịch, nếu buộc phải thu hồi ngay để hoàn trả cho các nhà đầu tư là rất khó. Đặc biệt, việc phát hành riêng lẻ 9 đợt trái phiếu đã thể hiện sự gian dối khi Tân Hoàng Minh thông tin sai sự thật về tài sản đảm bảo, lãi suất từ hợp đồng hợp tác cũng như ngân hàng bảo lãnh thanh toán. Đặc biệt, 3 công ty con tham gia huy động vốn từ trái phiếu chưa phải là công ty đại chúng. Hành vi che giấu thông tin này đã giúp tập đoàn này thu về khoản tiền lớn, nên đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Bởi vậy, không thể áp dụng xử phạt hành chính theo Nghị định 153 của năm 2020, quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Theo cái quy định của Nghị định 153 năm 2020 thì trong thời hạn 7 ngày, nếu giao dịch này có sai phạm thì cần phải hủy. Và trong vòng 15 ngày thì phải trả lại toàn bộ cái giá trị tiền đầu tư của các nhà mua trái phiếu. Đấy. Nhưng thời hạn đó đã hết, tội phạm đã hoàn thành và bắt buộc phải khởi tố theo cái quy định tại Điều 174. Chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, chúng ta đã phải có cái theo khoản 3 của Điều 174 thì mức cao nhất đã lên tử hình rồi. Cũng theo các chuyên gia, để hạn chế rủi ro với thị trường trái phiếu, đặc biệt là với những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, cần xử lý nghiêm những hành vi cố tình không minh bạch để lừa đảo nhà đầu tư. Vô hình chung thì Tân Hoàng Minh cho rằng là lấy những cái mà hưởng lợi từ những cái tương lai nó có sẵn, có nghĩa là không có thật. Mà không có thật thì đó là gian dối. Đấy, thì đây là hành vi gian dối. Và các nhà đầu tư đã chuyển tiền cho Tân Hoàng Minh, nghĩa là hậu quả đã xảy ra. Và hành vi chiếm đoạt đã hoàn thành. Và đương nhiên Tân Hoàng Minh đã phạm tội, mà cụ thể ở đây là ông Đỗ Anh Dũng đã phạm tội. Nếu Tân Hoàng Minh còn tài sản, và tôi cho rằng là Tân Hoàng Minh còn tài sản, và những tài sản đó cần phải được khắc phục, cần phải được áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời nhằm ngăn chặn việc tẩu tán để đảm bảo quyền thi hành án, để bảo vệ cho những bị hại. Liên quan đến vụ việc này, trong thông cáo phát đi trưa nay, tập đoàn Tân Hoàng Minh cam kết sẽ gửi lộ trình thanh toán tới nhà đầu tư sau 5 ngày làm việc. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng gửi lời xin lỗi và mong được cảm thông, chia sẻ từ phía các nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ngày mà các nhà đầu tư được nhận lại tiền sẽ còn rất xa, bởi trên thực tế, dù là tập đoàn nghìn tỷ với nhiều dự án hạng sang, nhưng phần lớn tài sản của Tân Hoàng Minh lại được cấu thành từ các khoản nợ phải chi trả. Hiện nay, trái phiếu phát hành ra công chúng với độ minh bạch thông tin cao chỉ chiếm khoảng 4% trên thị trường, trong khi trái phiếu phát hành riêng lẻ với độ công bố thông tin thấp hơn, rủi ro cao hơn đang chiếm tới 96%. Để hạn chế rủi ro, yêu cầu các doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải được xếp hạng tín nhiệm đã được đặt ra. Tuy nhiên, sau vụ việc hủy 9 đợt phát hành trái phiếu của công ty của tập đoàn Tân Hoàng Minh thì mới thấy tính cấp bách của văn hóa xếp hạng tín nhiệm. Vào cuối năm 2020, trong một buổi hội thảo do Bộ Tài chính tổ chức về việc xếp hạng tín nhiệm, FinGroup, một trong hai đơn vị được Bộ Tài chính cấp phép cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm lúc bấy giờ, đã nêu ra những khó khăn của doanh nghiệp trong việc này. Bởi nhu cầu xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp rất thấp khi họ chủ yếu phát hành trái phiếu riêng lẻ. Đối với doanh nghiệp, họ chỉ quan tâm đến tiền, đến lợi ích. Nếu có xếp hạng, tôi có huy động thành công hơn, lãi suất tôi có phải trả thấp hơn hay không thì tôi mới duy trì. Thì chúng tôi cho rằng là cần thêm thời gian, bởi vì sao? Bởi vì hiện tại họ phát hành riêng lẻ là chính. Tức là hai bên họ đàm phán với nhau và họ tự khớp với nhau. Thì cái nhu cầu đấy chỉ phát triển mạnh khi mà phát hành đại chào bán ra đại chúng. Theo báo cáo từ công ty chứng khoán SSI, tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp lưu hành tại thời điểm cuối năm 2021 đạt khoảng 1,4 triệu tỷ đồng, tương đương tốc độ tăng trưởng bình quân 46% một năm trong giai đoạn 2017-2021. Quy mô thị trường này cũng đã tăng mạnh từ 4,9% GDP năm 2017 lên tới 16,6% GDP vào năm 2021. Theo Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB, đây là tín hiệu tốt cho thị trường tài chính Việt Nam. Tuy nhiên, sự gia tăng quá nhanh khi nền tảng cơ sở chưa đáp ứng kịp, đặc biệt là có sự thiếu văn hóa xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp trên thị trường trái phiếu.
Nếu mà không có những nỗ lực của Bộ Tài chính và những cái quy định rằng đây sẽ là một điều bắt buộc thì sẽ chưa có nhiều nhu cầu. Xếp hạng tín nhiệm là một điều cực kỳ cần thiết và nó sẽ làm cho xây dựng được cái văn hóa là các nhà đầu tư họ sẽ quen với việc là có những người chuyên nghiệp giúp họ đánh giá được tính rủi ro của các cái trái phiếu mà họ đầu tư cho mình. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục trình Chính phủ để ban hành các cái văn bản hướng dẫn, các cái trường hợp cụ thể phải có cái định mức tín nhiệm. Rồi chúng tôi sẽ tạo cầu về định mức tín nhiệm thông qua sẽ phối hợp với các cái cơ quan quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan để đưa vào các cái quy định pháp luật trong các lĩnh vực liên quan. Trong năm 2022, những thay đổi về quy định pháp lý có thể tác động mạnh đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, dự thảo sửa đổi Nghị định 153 đối với phát hành trái phiếu riêng lẻ, ngoài việc quy định chi tiết hơn về trách nhiệm công bố thông tin, hoạt động lưu ký tập trung, điều kiện đăng ký, thay đổi, hủy bỏ giao dịch để phát triển thị trường thứ cấp. Dự thảo cũng đưa ra một số điểm sửa đổi bổ sung quan trọng, như yêu cầu phải có xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành có kết quả kinh doanh của năm liền trước năm phát hành, lỗ hoặc lỗ lũy kế tính đến năm phát hành. Các quy định trên khi có hiệu lực sẽ giảm thiểu những rủi ro cho các nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Sáng nay, Ban chỉ đạo tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ Trung ương thông tin cho biết, lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 4 tới đây với chủ đề tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay sẽ diễn ra các hoạt động như đối thoại của Hội đồng Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, thăm các nạn nhân tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động thanh kiểm tra, tự kiểm tra tại doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, tổ chức tập huấn, các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống dịch bệnh, tư vấn khám sức khỏe cho công nhân người lao động. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2021, cả nước đã xảy ra hơn 6.500 vụ tai nạn lao động, làm trên 6.600 người bị nạn, thiệt hại về vật chất gần 4.000 tỷ đồng, giảm sâu về số vụ gây chết người, số người chết và số người bị thương nặng so với năm 2020. Thưa quý vị, Việt Nam được biết đến là nơi sở hữu nhiều di sản và biểu tượng du lịch nổi tiếng thế giới như Vịnh Hạ Long, Đại Nội Huế, danh thắng Tràng An. Trong những năm gần đây, bức tranh du lịch Việt Nam đã trở nên ấn tượng hơn với nhiều công trình biểu tượng mới mang tính đột phá. Sau sự xuất hiện của cầu vàng tại Đà Nẵng, năm nay, thông tin về cầu hôn tại Phú Quốc đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách du lịch, đặc biệt với du khách quốc tế. Năm 2018, cầu vàng, công trình mới của du lịch Sun World Banna Hill, xuất hiện nổi bật trên hàng trăm tờ báo quốc tế, trở thành điểm đến hấp dẫn để du khách quốc tế chọn tới Việt Nam. Chỉ trong quý 1 năm 2019, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2018, dù cầu vàng chưa được khánh thành. Cầu vàng trở thành một biểu tượng mới của du lịch Việt, được cộng đồng quốc tế quan tâm. Tại sao không được tận mắt chứng kiến điều đó? Ý tôi là tôi đã đến Việt Nam một lần, cách đây khoảng 5 năm, và những hình ảnh này đã gợi ý tôi lý do quay trở lại và thăm Việt Nam một lần nữa. Tôi thật sự rất quan tâm và muốn đến trải nghiệm. Nó trông rất đẹp đẽ và yên bình. Tôi thấy mọi người nói về nó trên Facebook, Instagram và các trang báo truyền thông Mỹ khác. Nó thật sự rất đẹp. Tôi nghĩ rằng đó là một nơi ai cũng muốn đến thăm một lần trong đời, đặc biệt là cầu vàng. Tiếp nối sự thành công của cầu vàng, sự xuất hiện của cầu hôn tại Phú Quốc trên truyền thông quốc tế khiến cho du lịch Việt nhận được nhiều sự quan tâm. Đây là công trình do Sun Group hợp tác triển khai cùng Akea Asokati, đơn vị đã tạo nên hàng loạt công trình nổi tiếng thế giới. Lấy ý tưởng từ chuyện tình huyền thoại Ngưu Lang Chức Nữ của Việt Nam, công trình được tạo nên từ hai nhánh cầu, mỗi nhánh dài 400m, gặp nhau ở lưng chừng biển khơi nhưng không chạm mà cách nhau 50cm. Nếu hai người đi từ hai đầu cầu, họ sẽ gặp nhau ở giữa cầu, chạm được vào nhau, trao nhau một nụ hôn, nhưng không bước qua bên kia. Dù chưa ra mắt, nhưng công trình này được đánh giá là một biểu tượng của nghệ thuật và cầu nối giữa văn hóa Ý và Việt Nam. Vượt trên công năng của một cây cầu thông thường, đây là một công trình của giấc mơ. Hiện cầu hôn đang trong quá trình xây dựng và đã dần thành hình tại thị trấn Địa Trung Hải Nam Đảo Ngọc, dự kiến hoàn thiện vào cuối năm 2022. Với sự vào cuộc của các nhà đầu tư lớn và các công trình mang tính biểu tượng, du lịch Việt trong những năm gần đây liên tục gây ấn tượng với truyền thông và du khách thế giới. Điều này cho thấy sức bứt phá và hướng đi đúng đắn của du lịch Việt Nam
trong hành trình khẳng định vị thế của một quốc gia vô cùng giàu tiềm năng trước bạn bè thế giới.